Thưa quý vị, đề án tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2021-2027, đề án 938, được Chính phủ ban hành tháng 6 năm 2017, hướng tới mục tiêu cung cấp thông tin, kiến thức, kỹ năng cho hội viên, phụ nữ, cha mẹ có con dưới 16 tuổi, về sự cần thiết phải giữ gìn và rèn luyện phẩm chất đạo đức, ý thức chấp hành pháp luật. Về giáo dục làm cha mẹ, đề án đã được quan tâm thực hiện xuyên suốt từ cấp trung ương. Và đến nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Đà Nẵng đã triển khai nhiều mô hình đạt hiệu quả cao, bám sát các nhiệm vụ đề ra. Để triển khai đề án, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Đà Nẵng đã xây dựng các tài liệu tập huấn truyền thông phục vụ chuyển đổi số. Trong đó, các cấp hội cơ sở đặc biệt quan tâm triển khai nhiều hoạt động mô hình về chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em, như điểm chờ an toàn, đồng hành cùng con đến trường của Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Cẩm Lệ, hay như câu lạc bộ mạng lưới cán bộ tư vấn về phòng ngừa ứng phó bạo lực với phụ nữ và trẻ em, bao gồm 48 thành viên là cán bộ thuộc Đoàn Luật sư thành phố, Trường Đại học Sư phạm, Bệnh viện Đà Nẵng, Công an thành phố, Trung tâm Bảo trợ xã hội và trẻ em thành phố. Qua đó giúp giám sát và tham gia giải quyết có hiệu quả các vụ việc liên quan đến phòng ngừa, ứng phó bạo lực với phụ nữ và trẻ em. Chúng tôi cũng nâng cao được những cái kiến thức cơ bản, đặc biệt là những kỹ năng và cái kỹ năng về nắm thông tin, xử lý tình huống và kỹ năng giám sát các vụ việc, tham gia giải quyết các tình huống vụ việc tại cơ sở. Ngoài ra, một điểm khác biệt của đề án 938 đó là các hoạt động được thực hiện dựa trên quan điểm lấy phụ nữ làm trung tâm, vừa là chủ thể hành động, vừa là đối tượng thụ hưởng, đảm bảo giải quyết được một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ, hướng đến xây dựng môi trường an toàn cho phụ nữ và trẻ em. Tôi cũng đã tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy ban hành chỉ thị 39 về xây dựng thành phố Đà Nẵng an toàn không bạo lực phụ nữ và trẻ em. Và thông qua cái chỉ thị 39 thì đã phối hợp với Ủy ban nhân thành phố để ban hành một đề án 1006. Đây là hệ thống những cơ sở pháp lý, cơ sở dữ liệu để mà Hội Liên hiệp Phụ nữ có một cơ sở khoa học để mà triển khai một cách bài bản về mô hình xây dựng thành phố an toàn không bạo lực phụ nữ và trẻ em. Trong thời gian tới thì Bộ Lao động Thương binh Xã hội cũng sẽ phối hợp với Hội Phụ nữ triển khai trực tiếp các cái mô hình thí điểm ở dưới cộng đồng. Hội Phụ nữ cũng đóng vai trò tích cực trong cái việc thực hiện các cái chính sách pháp luật mà liên quan đến vấn đề về chăm sóc phát triển toàn diện trẻ thơ để có các cái kiến nghị đề xuất kịp thời cho các cơ quan quản lý nhà nước. Có thể khẳng định việc triển khai thực hiện đề án 938 đã giúp hội viên phụ nữ nâng cao nhận thức, hình thành nếp sống theo hiến pháp và pháp luật, góp phần thúc đẩy hội viên phụ nữ chủ động tham gia các hoạt động xã hội một cách mạnh mẽ, tích cực hơn. Vai trò lên tiếng của tổ chức Hội Phụ nữ trong các vụ việc liên quan đến quyền lợi ích chính đáng, hợp pháp của phụ nữ trẻ em đã được cải thiện đáng kể.